bữa Tết này nè là giao thừa, tụ họp ăn những cái món này, tụ họp gia đình đó là cái phong tục tập quán của người dân miền Nam mình, cũng hiểu không? Này bà nội rành lắm nè. Đâu dân miền nào Tết là cũng phải đoàn viên mà. À người phải. Việt Nam đúng rồi, quên. Dạ đây. Rồi, cảm ơn. Ngon không tụi con? Ngon. Ngon ha. Ủa có rảnh ra nhiều chưa? Ừ. Cầu chưa. Một, hai, ba, không được quét nhà. Ai cũng nghĩ rồi. Cứ làm mẹ lười quá. Cứ làm mẹ lười. Để cho nó khỏi khổ. Yeah. Là cái khổ. Con cái chân mình tét rồi. Tôi sẽ đi cắt lá chuối. Tôi phải giúp bằng mọi cách chứ đừng có bác xê tôi ra. Bác xê rồi ở cái bếp. Tôi cũng sẽ lấn vô cái bếp từ từ ha. Lá này quá đúng. Đúng. Cây còn non xanh đúng. Gói bánh chưng bánh tét rồi gói bằng cái lá chuối này chắc tét cái bánh luôn, thành cái bánh tét gì. Vườn nhà chú Chín qua mình hái trộm mới được. Lâu quá không qua thăm vườn không. Trời ơi, về vườn mình cây nó non xanh quá cắt không được, kia thì cao quá mà qua chôm đồ cũng kỳ, phải có sĩ diện tự trọng chút xíu chứ. Gọi điện thoại kiếm Quyền trợ giúp thôi. Alo, để Quyền hả con? Chú Đạt có chuyện nhờ con. Nhưng mà chú Đạt với con biết thôi nha. Đừng có nói ai biết. Rồi thì bắt đầu qua con lấy cái rây. Dạ. Con lấy cái rây cho mẹ vớt ra lượt lại cái nước rồi đỏ, bắt đầu mới đổ nước dừa vô cái nồi lớn. Lấy cái rây phải không mẹ? À lấy cái rây. Dạ, dạ. Dạ đây cái rây. Mẹ, đây rồi. Là cái rây. Rồi xong mình lấy cái nồi hồi nãy. Lấy cái nồi bự quá không có mẹ. Cái mình vớt ra cái mình lượt ra cho nước nó trong. Dạ dạ. Bắt đầu mình bỏ nước dừa với trứng với thịt này nấu lên cho nó sôi mấy dạo luôn đó, nó mềm cục thịt. Con nêm theo quán tính quen. À rồi. Đúng rồi. Ai mà hỏi công thức nhiều khi không được. Con nêm theo quán tính quen rồi. Mình không có nêm đo. Rồi nếm chứ không có. Không có canh đâu. Nêm đâu mình nếm đó. Chỉ cần qua vài bước nấu ăn rất là đơn giản thôi thì chúng ta đã có được một nồi thịt kho tàu thiệt là ngon và một nồi canh khổ qua dầu thịt cũng thiệt là ngon. Bây giờ thì chúng ta chỉ chờ cho nó chín rồi dọn ra và ăn cửa gia đình mà thôi. Quá đơn giản không nè. Trời ơi, hai quý tử tôi về rồi hả? Mày gì đây? Hả? À, trời ơi, nhớ lại. Ba cho con mình sẽ giúp bà nội với lại mẹ làm công việc đó là ý nghĩa, bí mật nữa cho biết nghe chưa? Bây giờ mình vô kho mình cất cái này đi. Đi. Bí mật của ba đứa mình nhé. Chợ bí mật lại vậy hả? Wow. Xong xuôi. Ngon quá. Nhưng mà cái bữa tiệc này vẫn còn một thiếu một món là quan trọng. Món gì vậy? Bí mật của ba đứa mình. Món gì vậy? Thank you.
làm sao ăn được. Đúng. Đây phải hỏi xa xỉ. Đúng. Cô Huyên tặng. Cô Huyên. Lúc mà con lên á, cô Huyên đưa con á, đưa đem lên cho ba nha. Alo. Bé Huyên hả con? Chú Đạt là có chuyện này. Lát nữa xuống đây mua giùm chú mấy hũ củ kiệu ngâm thật ngon rồi nha. Ừ. Chuyện này đừng có nói cho bé Dạ biết nha. Bí mật. Rồi. Đó thì trời ơi, bây giờ mình tối nay là mình ăn bữa cơm mà bây giờ lại không có củ kiệu, nó mất bữa ngon đúng không? Mình phải mua sớm. Còn mấy kia mình làm để Tết giao thừa mình ăn. Rồi, vậy thôi. Ngày hôm nay thì bà nội với mẹ đã vào bếp và nấu những cái món mà Tết nào mình cũng được ăn. Đó là món gì đố xá xị? Canh khổ quá. Hay. Ngon không? Canh ngon. Cái gì nữa kìa? Xá xị là mê nhất món thịt kho thịt của bà nội đúng không? Món của bà nội nấu làm sao? Ngon gì đâu. Trời ơi. Rồi bây giờ mình ăn cơm. Bây giờ mình ăn cơm nha. Ơ có cơm rồi. Rồi ăn đi. Mà mẹ ăn cơm, mẹ ăn cơm. Ba mẹ ăn cơm. Biết sao không? Cái bữa Tết này nè là giao thừa tụ họp, ăn những cái món này tụ họp gia đình đã là cái phong tục tập quán của người dân miền Nam mình, cũng hiểu không? Này bà nội rành lắm nè. Đâu dân miền nào Tết là cũng phải đoàn viên mà. À người Việt Nam đúng rồi, quên. Dạ đây. Rồi, cảm ơn. Ngon không tụi con? Ngon. Ngon ha. Mà vừa ăn mình vừa chơi rồi đố vui. Giờ đố tụi con một câu nè. Bình thường Tết thì người ta trưng ăn quả là những cái quả gì? Cầu dừa. Đố thầy Sung. Ấy, cầu dừa đố thầy Sung. Hay quá vậy ta, đố một miếng chả luôn nè. Rồi bạn đố hai đứa đó nha. Dạ. Vì sao mà từ mùng 1 tới mùng 3 mẹ không bao giờ chi tiền? Cái này phải có giá trị trả lời. Vì sao? Mới tiền. Không phải, bây giờ tôi nói luôn, tôi hỏi đúng không? Đó là tôi nghĩ là mùng 1 tới mùng 3 là nên giữ tiền trong người. Mình chi tiền ra những mùng đó thì nó sẽ không có nên. Và có rất rất là nhiều điều kiêng kỵ vào từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết. Như là người thì không được mặc đồ trắng nào, hoặc là không được nói những cái điều xui rủi, những điều gỡ vào những cái ngày đó, vào đầu năm mới. Bởi vì đầu năm mới mà nói những cái điều không hay hoặc làm những cái điều không tốt thì sẽ ảnh hưởng nguyên một năm. Đố xị tại sao mùng 1, mùng 2, mùng 3 không được quét nhà? À cũng vậy rồi. Chứ là mẹ lười quá. Không phải, nhưng mà cái ý nghĩa nó khác. Đừng miệng nhau á, là hồi đó cái ông thần tài, ông giận vợ ổng rồi vợ ổng mới núp vô trong cái đống rác á. Thành ra nếu mà hốt rác đổ đi là cũng như đổ ông thần tài. Đố quỷ sao mà phải ăn khổ qua? Dạ để cho nó khỏi khổ. Là cái khổ nó phải qua đi. Cũng biết cái bộ. Năm vừa rồi Vĩ có khổ gì không? Thi. Chà, nặng nha, thi khổ vụ gì vậy? Cầu mong. Mong là... Thú thật thì được tha tội mà. Tụi con thích nhất là cái gì? Được cái gì? Con. Lên xì. Còn con? Dạ, ăn. Ăn. Ủa chết rồi. Chết rồi ba ơi. Hồi sáng tới giờ lu bu. Lo nấu mấy cái này rồi tùm lum bên dưới bếp hết. Con mua đầy đủ mọi thứ để nấu bánh tét, bánh chưng rồi. Mà con quên một thứ vô cùng quan trọng. Gì? Là chuối. Bí mật con biết đúng không? Cái này bí mật của ba cha con mình. Lát nữa sẽ làm cho mẹ bất ngờ. Yeah.